Đó là câu chuyện về, về cách Tiếng Chúa Trời tìm kiếm một nàng dâu cho con một còn lại, mỗi sách một khác. Tôi cố gắng để cho các bạn những chìa khóa để tự mình giải nghĩa Kinh Thánh. Giải nghĩa Kinh Thánh cùng David Bosham Khải huyền phần 4 À kỹ nữ xa xuống Có ba người nữ trong sách Khải huyền nhưng không ai trong số họ là một người nữ. Nghe hơi đánh đố nhỉ? Thực ra tất cả đều tượng trưng cho một nhóm người, một thành phố hay một điều gì đó. Người nữ đầu tiên xuất hiện trong chương 12, và đó là một trong những chương khó giải nghĩa nhất trong cả sách. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua chương đó. Bây giờ tôi sẽ trở lại với nó. Chúng ta có một hình ảnh khác lạ trong chương 12. Về một người nữ đang mang thai. Trên người không mặc gì ngoài ánh nắng. Đang đứng trên mặt trăng và giáp mặt với một con rồng đỏ nhiều đầu. Đang đứng trên mặt đất và trực ăn nuốt đứa con mà nàng sắp sinh ra. Có ba cách để giải nghĩa về người nữ đó. Đầu tiên là Mary, mẹ của Chúa Giêsu, và đó là cách giải nghĩa thông thường của người Công giáo về chương này. Và đứa trẻ nàng sắp sinh, tất nhiên là Chúa Giêsu, và ma quỷ trong hình hài Herod đang trực tiêu diệt đứa trẻ mà nàng sinh ra. Tôi không tin là điều đó khớp với sách khải huyền. Hoàn toàn không hợp lý về mặt thời gian hay không đồng bộ khi chúng ta xét đến các sự kiện lịch sử. Điều này thuộc về các sách tin lành, chứ không phải ở đây. Và không có lý do gì khiến Chúa Giêsu phải trở lại sự Giáng sinh của Ngài vào thời điểm đó. Trong sách khải huyền, cách giải nghĩa thứ hai là nàng tượng trưng cho israel nhưng đứa trẻ sắp sinh lại là đấng messiah và lại một lần nữa ma quỷ đang trực tiêu diệt đấng messiah tôi lại không nghĩ rằng đây là cách giải nghĩa phù hợp nó lại quay trở lại nhiều thế kỷ trước và không liên quan tôi tin rằng người nữ tượng trưng cho hội thánh cơ đốc và nàng sắp sinh những người chiến thắng đặc biệt là những người tử vì đạo và ma quỷ trong hình hài con rồng đang trực giết con của nàng. Vì Kinh Thánh chép rằng người phụ nữ này chạy trốn và hoang mạc trong 1 mươi ngày và được an toàn tại đó. Cách giải nghĩa đó khớp với khải huyền và khớp với cơn hoạn nạn lớn ở thời kỳ thận tế, rằng hội thánh sẽ không bị xóa sổ, rằng phần lớn hội thánh sẽ sống sót. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ gom những người chết cho Ngài về thiên đàng, từ đó phá tan mục đích của Satan là hủy diệt hội thánh. Và đó là ba cách giải nghĩa, và tôi sẽ để bạn lựa chọn. Nhưng tôi đã cho bạn biết sự lựa chọn của mình. Và tôi nghĩ điều đó có vẻ hợp với bối cảnh nhất, vì khoảng thời gian đó, 1.260 ngày, cũng chính là khoảng thời gian của cơn hoạn nạn lớn, hay đại nạn, 42 tháng, hay một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ, hay ba năm rưỡi. Nên rõ ràng với tôi, người nữ là hội thánh được an toàn trong hoang mạc trong khoảng thời gian đó. Chính trong chương đó và cùng thời điểm đó, Satan cuối cùng cũng bị ném từ thiên đàng xuống. Người ném hắn xuống là thiên sứ trưởng Michel. Và nếu bạn ghé thăm nhà thờ chính tòa Conventry ở bên ngoài, bạn sẽ thấy tác phẩm khổng lồ trên tường điều khắc thiên sứ trưởng Michel ném ma quỷ từ trời xuống. Đó là lúc hắn xuống đất, quyết tâm phá hủy hội thánh, quyết tâm làm vua của thế gian này một cách dứt khoát và trọn vẹn. Và đó là chương 12. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang một bức họa khá ghê rợn khác. Người vẽ những bức họa này là Hussein hoặc một người bạn của ông tại Đông London, Anh Quốc. Một số người trong các bạn biết ông chúng là một loạt các bức họa được thể hiện để minh họa sách khải huyền chúng ta đang chuyển sang người nữ thứ hai và sau này chúng ta sẽ xét đến người thứ ba thực ra chúng ta có thể nói rằng phần còn lại của khải huyền là câu chuyện của hai người nữ hay đúng hơn là truyền thuyết về hai thành phố vì mỗi người tượng trưng cho một thành người nữ này một kỹ nữ dơ giấy tượng trưng cho babylon và người, người nữ kia là một nàng dâu, dâu tinh khiết tượng trưng cho Jerusalem mới từ trời xuống. Nên toàn bộ phần còn lại của sách, sách nói về hai người nữ này và hai thành này trong sự tương phản với nhau. Chúng ta vẫn ở trong cơn hoạn nạn lớn trong đại nạn, những năm cuối cùng của thời kỳ này, và chúng ta đang xét đến kinh đô của thế giới. Tôi không biết nó ở đâu. Sách không nói rằng đó là Babylon cũ được xây dựng lại, nhưng sách gọi nó là Babylon, và tên đó được gắn với roma trong thư thứ nhất của firer roma được mô tả như là babylon và đó là cái tên được dùng xuyên suốt kinh thánh cho tất cả những điều vô thần mọi điều thế tục mọi điều tội lỗi mọi điều xấu xa bạn thấy đó trong kinh thánh hầu hết các thành phố đều là những nơi tồi tệ chúng tập trung dân cư cho nên chúng tập trung những tội nhân cho nên chúng tập trung tội lỗi tội lỗi sai phạm và tội phạm ở vùng thành thị luôn tệ hơn ở vùng nông thôn một phần vì tính ẩn danh của thành thị người ta dễ giữ bí mật giấu giếm và thoát tội nhưng xuyên suốt kinh thánh các thành phố bắt nguồn từ dòng dõi lê mép và Lê Mét là người đầu tiên sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nghệ thuật và âm nhạc cũng bắt nguồn từ dòng dõi Lê Mét, nên các thành phố nghệ thuật, âm nhạc và văn hóa đến từ một dòng dõi sai chặt, không phải từ dòng dõi của Seth dẫn đến Abraham, như từ dòng dõi Lê Mét. Cho nên xuyên suốt lịch sử, các vùng thành thị đã trở thành những nơi đổi bại Nghệ thuật cũng như âm nhạc trong đó cũng trở nên tha hóa và xa đoạn. Như thế không có nghĩa là nghệ thuật và âm nhạc tự nó là xấu, nhưng chúng có xu hướng bị tha hóa từ dòng dõi Lê Mét trở đi. Chúng ta đang nói đến chương 17, đến chương 20 với Babylon, à, kỹ nữ dơ giấy cưỡi con rồng. Và tất nhiên là điều này trở lại với sáng thế kỷ 12, nơi chúng ta có một thành phố được xây dựng từ sự kiêu ngạo của con người, tháp ba bên, gần giống với một từ trong tiếng Việt là bập bẹ, nghĩa là nói một thứ tiếng mà không ai hiểu. Vì chính tại tháp ba bên mà Đức Chúa Trời ngự xuống và thấy sự kiêu ngạo của con người khi xây một cái tháp vươn đến tận trời. Sự kiêu ngạo của chúng khi nói, ta là Chúa, ta cũng cao không kém ông ấy. Ta có thể làm bất cứ điều gì khi ta quyết tâm. Và thành phố của sự kiêu ngạo đó, do Nimrod, tay thợ săn, một người săn cả người lẫn thú, thành đó trở nên một hiện thân, một tiêu điểm cho sự tập trung tội lỗi nơi thành phố. Thành phố tập trung sự kiêu ngạo, tham vọng, sự hiếu thắng. Bạn thấy nhiều tham vọng và sự hiếu thắng tại thành phố London hơn hầu hết các thành, các nơi khác tại Anh Quốc. Nó tập trung sự tham dục. Bạn thấy nhiều người đồng tính tại London hơn bất cứ nơi nào khác. Nó tập trung lòng tham. Nó tập trung sự tức giận. Những cuộc bạo động không nổ ra tại những triển đề. Chúng nổ ra nơi thành phố. Nên bạn có nhân loại xa ngã tập trung nơi những thành phố. Babylon là thành phố đầu tiên và tệ hại nhất. Thực ra tên của nó có nghĩa là cổng của Đức Chúa Trời. Nhưng nó đã thành nơi Đức Chúa Trời lần đầu ban ân tứ nói tiếng lạ. Tôi đã nghe những người giảng đạo nói rằng không thể tìm thấy ân tứ nói tiếng lạ trong cựu ước. Có chứ, Chúa đã ban nó, nhưng lần đầu tiên Ngài ban ân tứ đó là để phân rẽ con người. Nhiều thế kỷ sau, Ngài cũng ban chính ân tứ đó trong ngày lễ ngũ tuần, khiến mọi dân mọi nước xích lại gần nhau. Nhưng lần đầu tiên, Đức Chúa Trời sử dụng ân tứ đó là để phân rẽ con người thành những phần khác nhau. Rồi, đó là Babylon, và nó đã trở nên thành của Nebuchadnezzar và kẻ thù đáng gầm nhất của Jerusalem, thành của Đức Chúa Trời. Chính người Babylon đã đến và phá hủy thành Jerusalem cùng đền thờ của nó. Nên ở đây chúng ta có thành của con người, Babylon, và thành của Đức Chúa Trời, Jerusalem. Hai thành luôn chống nghịch và đối kháng xuyên suốt kinh thánh, tới tận khi kết thúc lịch sử. Ở đây chúng ta đang xét đến Babylon cuối cùng. Nó sẽ ở đâu? Tôi không biết nếu để tôi đoán thì tôi sẽ đoán là ở đâu đâu đó quanh vành đai thái bình dương tuy nhiên chúng ta có thể thấy tinh thần babylon cuối cùng xung quanh chính mình nhất là trong cuộc đua xây dựng tòa nhà cao nhất trên thế giới nó đang diễn ra ngay lúc này đây là một trang từ tạp chí thời đại thể hiện cuộc đua sôi nổi này có tòa empire state bây giờ nó đã thấp hơn so với rất nhiều tòa khác, đúng không nhỉ? Không, đây mới là tòa Empire State. Nhưng giờ có một tòa nhà cao hơn nhiều ở Kuala Lumpur. Ba tuần nữa tôi sẽ đến đó, và tôi sẽ thấy nó được hoàn thiện. Đây hiện là tòa nhà cao nhất thế giới, nhưng đây là một tòa khác đang được xây dựng, cao hơn khoảng 3 mét và ở Trung Quốc. Nhưng đây là tòa cao nhất đang dự kiến xây dựng. Nó đang nằm trên bản vẽ. Một kiến trúc sư người Anh tên là Foster đang thiết kế cho Tokyo. Nó sẽ là một tòa nhà cho 50.000 người, không chỉ để ở mà còn để làm việc, giải trí. Họ sẽ sống trong tòa tháp nhọn này và họ đang xây tòa này cao 800 mét trong một vùng động đất con người thật kiêu ngạo và tự tin. Một số người trong các bạn sẽ xem một chương trình truyền hình về nó, nhưng người ta vẫn đang chạy đua xây dựng những tòa nhà chọc trời. Và hiện tại, khi Kuala Lumpur chưa hoàn thành, thì ngôi vương là tháp Sears tại Chicago. Nhưng cuộc đua vẫn đang tiếp diễn. Hãy làm cái lớn nhất và tốt nhất và chúng ta cao nhất. Chúng ta đang ở trên tất cả mọi người. Chúng ta thấy tinh thần ba bên của nimrod và tinh thần babylon đang bỏ rộng ở đây nhưng hơn thế nữa hãy đi sâu hơn một chút nữa babylon nhân tiện không phải là một thành phố mộ đạo hay tôn giáo trong sách cải huyền nó không phải là roma tôi e rằng trong công cuộc cải tránh tin lành có thời người tin lành gọi Roma là người đàn bà áo đỏ rồi người công giáo đáp trả lời khen đó gọi Luther là người đàn bà áo đỏ và đó là căn nguyên của hầu hết những rắc rối tại Bắc Ireland cho đến ngày nay thật là thảm kịch đó không phải là một thành phố mộ đạo đó là một thành phố đặc tả đạo nó được dâng cho Mammon và chủ nghĩa vật chất rồi cho lạc thú nữa đó là trung tâm tài chính của thế giới vào thời kỳ cuối cùng của lịch sử tất cả tiền bạc đều đổ về đó và nó là thành phố của lạc thú của âm nhạc thế nên thành này mới được mô tả như một kỹ nữ lấy đi tiền của bạn và cho bạn lạc thú đó là một bức tranh sinh động về trung tâm của thế giới chúng ta không biết nó sẽ ở đâu nhưng có thể thấy bóng dáng của nó tôi vừa mới chụp một kiểu tranh khảm về Las Vegas. Đó có vẻ như là một cái bóng đổ về phía trước của thành Babylon. Nhưng tệ hơn nữa, tôi đã đến Frankfurt am à Main, nơi đang chạy đua để trở thành kinh đô tài chính của châu Âu. Và tôi thấy một số điều dị thường. Trong đó có con bò vàng tại sàn giao dịch chứng khoán châu Âu. Hơn nữa, tại ngân hàng chính, tôi đi vào và tại khu vực lễ tân có bức tranh tường cao 2 mét trải khắp các bức tường thành của sảnh lễ tân lớn. Một bức tranh về địa ngục, đầy quỷ dữ, phơi bày mọi tội lỗi mà chúng ta từng biết với những người quỳ gối trước tiền mác của Đức và ma quỷ cười nhạo họ mọi thứ đều sặc mùi địa ngục. Rồi tôi đi qua đó, đến phòng tiếp theo để đến chỗ máy đếm tiền hoặc quầy rút tiền. Ở đó có những pho tượng bằng đồng cỡ người thật, minh họa những người nam và người nữ khỏa thân đang xếp hàng ở chính quầy đó trong đoạn cuối của sự suy đồi và trụy lạc, những doanh nhân to béo, trần như nhậu, cạnh những kỹ nữ gầy nhom, bệnh hoạn. Và bạn phải xếp hàng cùng với những pho tượng đó mới có thể rút tiền từ ngân hàng. Với tôi, đó như thể là đây là Babylon lớn rồi. Chính nó đây, tất cả sẽ giống như thế này. Chỉ toàn sự bại hoại, Mammon chủ nghĩa vật chất sống vì lạc thú. Đây là thành phố cuối cùng trong lịch sử. Rồi ở đây cho chúng ta biết điều gì về Babylon. Một số điều khác lạ sách cho biết rằng Babylon sẽ sụp đổ. Về điều khác lạ là cách nó sụp đổ cách nó sẽ bị phá hủy nó sẽ bị các chính trị gia phá hủy chứ không phải chúa các chính trị gia như có chép trong chương này sẽ ghen tị vì thực tế rằng các doanh nhân thực sự nắm quyền lực trên thế giới những doanh nhân và nền thương mại đang kiểm soát chính trị bạn nghe điều đó có thấy lạ không Tôi thì không. Vì hiện tại, với các tập đoàn quốc tế và đến năm 2000, toàn bộ hoạt động kinh doanh của thế giới sẽ nằm trong tay 300 tập đoàn khổng lồ. Chúng ta đang thấy nó diễn ra. Lòng ganh ghét của những nhà cầm quyền chính trị đối với những anh chàng thương mại này sẽ bùng lên. Chính những nhà cầm quyền chính trị sẽ phá hủy Babylon. Đức Chúa Trời sẽ đặt trong tâm trí các chính trị gia ý tưởng phá hủy trung tâm kinh doanh của thế giới. Nếu bạn nghĩ đó là điều viển vông, thì tại sao Hitler lại trừ khử người Do Thái? Họ đã kiểm soát các ngân hàng của Đức và các chính trị gia lấy gậy ông đập lưng ông khi họ ghen tị với quyền lực của người Do Thái và thấy nó nằm trong tay người khác. Đó là bài học cho Babylon. Vậy cơ đốc nhân sẽ làm gì với tất cả những thứ này? Thái độ của họ với trung tâm tài chính này và sự lạc thú mà Babylon mời gọi là gì? Sách cho chúng ta một manh mối rằng thành phố này sẽ nằm trên bờ biển và rằng khi nó bị phá hủy, các thuyền bè trên biển sẽ thấy khói bốc lên từ cảng biển. Nên nó sẽ kiểu như hồng kông vậy nó có thể ở bất cứ nơi đâu trên thế giới chúng ta không biết nó sẽ ở đâu nhưng nó sẽ là trung tâm tài chính thế giới và mọi doanh nhân trên thế giới đều sẽ đến đó không chỉ để kinh doanh mà còn để tận hưởng lạc thú thế nên ả à, mới được mô tả như một kỹ nữ ả à, muốn tiền của bạn và cho bạn lạc thú sách nói ba điều liên quan đến babylon và người tin chúa một là người phụ nữ này sẽ say máu các thánh đồ. Nói cách khác, ở đó sẽ có nhiều người tử đạo hơn bất cứ đâu. Máu của những người làm chứng về Chúa Giêsu sẽ có những cơ đốc nhân cố gắng làm chứng về Chúa Giêsu trong thành đó và họ sẽ trả giá bằng mạng sống của mình. Đó là điều đầu tiên được nói đến. Họ sẽ được coi là kẻ thù của mọi sự vô luân và kiếm lợi nên họ sẽ bị giết hại. Đó là điều đầu tiên. Ở đó không có chỗ cho cơ đốc nhân, trừ khi bạn muốn tử vì đạo. Điều thứ hai nói với cơ đốc nhân là, hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các con tham gia vào tội lỗi của nó, và cùng chịu chung tai họa với nó chăng? Vì tội lỗi nó rất cao đến tận trời và Đức Chúa Trời nhớ đến tội ác nó. Chúng ta để ý rằng các cơ đốc nhân không được đưa ra. Họ phải ra khỏi đó. Họ phải rời nơi đó. Ở đây chúng ta đang nói đến chính cơn đại nạn, cơn hoạn nạn lớn. Họ phải ra khỏi đó. Hay là chúng ta thấy họ phải ra khỏi đó để được an toàn, không phải để được cứu, mà để được an toàn. Vì thành đó sẽ bị phá hủy, và nếu họ vẫn ở đó, thì họ cũng sẽ bị phá hủy. Nên hỡi dân ta hãy ra khỏi nó. Ba là, rõ ràng là không phải toàn bộ hội thánh bị tử vì đạo vì sẽ có những người ra khỏi. Ngày nay, cơ đốc nhân đã ngày càng khó tham gia vào những trung tâm tài chính lớn rồi. Nó ngày càng giống với cờ bạc chuyên nghiệp, trao đổi tiền và đủ thứ đang diễn ra. Nhưng nó sẽ không thích hợp và cơ đốc nhân sẽ cần ra khỏi tất cả những điều đó trước khi nó đạt tới đỉnh điểm và điều thứ ba mà sách nói với cơ đốc nhân là khi babylon sụp đổ họ cần phải hát bài hợp sướng hallelujah giờ hãy thử tưởng tượng điều đó nghĩa là mọi sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới sẽ sụp đổ khi sàn lớn sụp. Vì bây giờ, chúng liên kết chặt chẽ với nhau đến nỗi một cơn rúng động ở New York hay Tokyo cũng khiến London rung chuyển. Mọi thứ đã được điện toán hóa và tất cả gần như đã được hợp thành một rồi. Nhưng vào ngày cuối cùng, điều xảy ra với Babylon, cả hệ thống tài chính thế giới sẽ sụp đổ, các ngân hàng sẽ đóng cửa, khoản tiết kiệm của mọi người sẽ biến mất, chứng khoán và cổ phần trở nên vô giá trị và cô bé sẽ hát Hallelujah Hallelujah Hallelujah, 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 Hallelujah. Thực ra, nếu bạn đã từng nghe bản Messiah của Handel, thì hợp sướng Hallelujah bắt nguồn từ Khải Huyền 19 và đó là màn ăn mừng sự sụp đổ của tài chính thế giới và sự vô dụng của các ngân hàng. Và mỗi khi tôi đi nghe bản Messiah của Handel hay nghe nó, tôi muốn hét lên rằng các người có biết là mình đang ăn mừng cái gì không? Vẻ ăn mừng trên gương mặt họ có lẽ sẽ tắt lụi nếu họ nhận ra rằng mình đang ăn mừng sự sụp đổ của tài chính thế giới và sự chấm dứt của mọi ngân hàng cũng như sàn giao dịch chứng khoán. Nhưng điều đó sẽ xảy ra. Và để tôi nói cho bạn biết điều này, cơ đốc nhân sẽ là những người duy nhất lên lên giảng Hallelujah. Điều đó sẽ nhanh chóng cho thấy mèo nào cắn miểu nặng. Bạn có biết là người ta đứng lên khi hợp xướng Halula cất lên không? Ấy là bởi vì vua của nước Anh nghĩ rằng đã hết bài, ông đứng dậy để về và mọi người phải đứng dậy theo ông. Nhưng <laughs> truyền thống đó vẫn tồn tại. Dù chúng ta đứng dậy khi nó cất lên hay không, chúng ta phải nhớ rằng đây là màn ăn mừng kinh đô của thế giới bị diệt vong và chấm dứt. Đức Chúa Trời sẽ không để nó tiếp diễn rồi tất cả những điều này liên quan đến cơn hoạn nạn lớn và chúng ta đang xét đến các giai đoạn khác nhau của nó chúng ta đang xét đến kinh đô ở giữa và chúng ta đã xét đến babylon này người đàn bà áo đỏ này say máu các thánh đổ và sự sụp đổ cuối cùng của tất cả những điều đó điều đó đưa cơn hoạn nạn lớn đến hồi kết nhưng tôi muốn nói thêm một chút về một câu hỏi rất cấp thiết. Cơ độc nhân trên khắp thế giới đang tranh luận về nó. Mà thực ra thì nó rất đơn giản. Liệu cơ đốc nhân có trải qua đại nạn hay không? Chúng ta sẽ trải qua tất cả những điều đó hay đứng ngoài? Vì vào khoảng năm 1830, có một lời tiên tri, thực ra là tại Scotland, tại Port Glasgow, đã lan truyền khắp thế giới và lời tiên tri tạo ấn tượng rằng cơ đốc nhân không cần sợ đại nạn vì họ sẽ được cất lên trước khi nó xảy ra và được đưa đi. Người ta thường dùng động từ được cất lên hay là rapture trong tiếng Anh vì bản Latin cổ của thư Thessalonica thứ nhất chương 4 mô tả việc được cất lên trên không trung để gặp được chúa trời, trong đó dùng từ Raptor để diễn tả việc được cất lên từ tiếp rước, cất lên trong tiếng Anh bắt nguồn từ đó. Nên giả thuyết này đã lan truyền khắp thế giới kể từ năm 1830, trước đó không có dấu tích của điều này, và người đã phổ cập nó là người sáng lập nhóm anh em Plymouth, hay nhóm anh em. Họ thích được gọi như vậy, một người có tên là John Nelson Darby. Ông ta không thuyết phục được cả nhóm anh em. George Muller, người sáng lập chạy trẻ mồ côi, nói rằng ông đã sai. Benjamin Newton, Tragelis và một số những người thuộc nhóm anh em thời đầu cũng vậy. Nhưng chính sức mạnh, nhân cách của Darby đã khiến điều đó gần như trở nên chính thống với phong trào nhóm anh em. Và nếu bạn từng ở trong nhóm anh em hoặc lớn lên từ đó, họ sẽ bảo bạn rằng hội thánh sẽ được cất lên trong một lần tiếp trước bí mật và rằng Đức Chúa Jesus đã đến sẽ đến hai lần chúa sẽ đến hai lần một lần vì hội thánh của ngài và lần khác là đến cùng với họ nên ngài đến vì các thánh đồ rồi vài năm sau ngài đến cách công khai cùng với họ Lần viếng thăm đầu tiên là bí mật riêng tư, chỉ có độc nhân mới biết, rồi bỗng nhiên tất cả sẽ biến mất, rồi ngài sẽ trở lại cách công khai. Nó đã vượt Đại Tây Dương và một luật sư gọi là Tiến sĩ Scofield trình làng một bản kinh thánh mới. Trong đó, ông ta đưa tư tưởng này vào phần ghi chú của cuốn kinh thánh. Đừng bao giờ mua một cuốn kinh thánh có ghi chú. Vì dù bạn có kỷ luật đến đâu, thì bạn cũng không thể nhắc nhở bản thân suốt rằng phần này là lời Chúa còn phần kia là lời loài người. Bạn sẽ nói rằng tôi đọc thấy cái đó trong Kinh Thánh mà. Khi Kinh Thánh Schofield đã lan tràn khắp Hoa Kỳ, thì hàng ngàn cơ đốc nhân tin rằng họ đọc thấy trong Kinh Thánh là chúng ta sẽ được cất khỏi thế gian trước khi cơn hoạn nạn lớn tấn công chúng ta. Đến nay, giả thuyết này thậm chí còn trở nên phổ biến hơn nhờ các tác phẩm của một cựu sinh viên chủng viện Dallas và chủng viện Dallas tại Texas hoàn toàn ủng hộ quan điểm này. Cậu sinh viên đó là một người có tên là Han Lindsay và sách của ông ta đã bán được cả triệu bản. Giá mà tôi tin được điều đó. Sẽ thật tuyệt nếu Chúa nói rằng các con không cần phải lo lắng về tất cả những điều này vì các con sẽ không ở trong đó. Ta sẽ đưa các con đi trước khi điều đó xảy ra. Nhưng tôi không thể tìm thấy được điều đó trong tân ước của mình. Tôi nghĩ là tôi sẽ cho bạn xem bảy lý do mà họ đưa ra để thuyết phục rằng chúng ta sẽ được đưa ra khỏi đó trước cơn hoạn nạn lớn đầu tiên là những khẳng định trong tân ước rằng ngài sẽ sớm đến này ta đến mau chóng, ta đến nhanh chóng. Người ta hiểu điều này theo nghĩa rằng Ngài có thể đến vào bất cứ lúc nào, rằng lần đến lần thứ hai của Ngài đang gần kề, có thể là hôm nay. Hay là những khẳng định về việc Ngài đến bất ngờ, rằng điều đó sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm, hoàn toàn bất ngờ, và chúng ta sẽ không biết rằng nó đang xảy ra hoặc ít nhất là chúng ta không biết rằng nó sẽ xảy ra, đến lúc nó xảy ra mới biết. Điểm thứ ba của họ là ngôn từ của Tân ước chỉ ra hai lần, chứ không phải một. Họ cố gắng phân biệt giữa ngày của Chúa và ngày của Đấng Christ chẳng hạn như vậy, hay từ mang nghĩa sự đến của Ngài và từ mang nghĩa sự xuất hiện của Ngài, hay cụm đến vì các thánh đồ và đến với các thánh đồ. Họ cố gắng tách điều kinh thánh chép về lần đến thứ hai thành hai sự kiện bằng cách đưa một số từ và cụm từ vào sự kiện này, một số vào sự kiện kia. Bốn là, họ nói rằng hội thánh thời đầu chờ đợi rằng Ngài sẽ đến vào bất cứ lúc nào. Và những cụm từ như Ngài đứng ngoài cửa và thế hệ này sẽ không qua đi trước khi mọi điều ấy xảy đến từ đó hình thành tư tưởng chúng ta phải chờ đợi rằng ngài sẽ đến vào bất cứ lúc nào và tất nhiên điều đó không thể xảy ra nếu cơn hoạn nạn lớn phải xảy ra trước rõ ràng là điều chúng ta đọc thấy trong những chương cuối của khải huyền hoặc phải xảy ra sau khi chúng ta đã biến mất hoặc sẽ xảy ra trước khi ngài đến rồi lý do tiếp theo là trong toàn bộ chương 6 đến 16 không hề nhắc đến từ hội thánh. Trong đó có nhắc đến từ những người được chọn và các thánh đồ, nhưng chỉ áp dụng với người Do Thái. Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng như vậy. Nó không áp dụng với cơ đốc nhân, cho nên không thấy nhắc đến hội thánh trong chương 6 đến 16, hay thậm chí chương 6 đến 19. Tiếp đến, sự nhấn mạnh vào việc an ủi nhau bằng những suy nghĩ về việc trở lại của Chúa Giêsu. Thực ra, Thê-xô-nô-i-ca thứ nhất nói rằng, cho nên hãy dùng những điều này mà khích lệ nhau. Những điều này là suy nghĩ rằng chúng ta sẽ được cất lên để gặp Ngài trong không trung. Người ta nói rằng, nếu chúng ta phải trải qua hoạn nạn lớn trước khi điều đó xảy ra, thì làm sao cái đó trở thành an ủi được? rõ ràng là điều đó chỉ an ủi người ta nếu nó xảy ra trước cơn hoạn nạn lớn chứ và cuối cùng rằng đại nạn là việc đổ cơn thịnh nộ của chúa trên thế gian và chúng ta không phải là con của sự thịnh nộ cơn thịnh nộ của chúa không dán trên chúng ta vì chúng ta được tha thứ vào trong đấng christ đó là một loạt các lý do khá ấn tượng nhưng thành thật mà nói khi nghiên cứu kỹ ra thì bạn sẽ thấy chúng không thật sự rõ ràng ví dụ ta đến nhanh chóng mau chóng đã hai nghìn năm rồi nên chúng ta phải nghĩ xem Điều đó nghĩa là gì? Theo một cách khác, nó không có nghĩa là ta sẽ đến vào bất cứ lúc nào. Nhưng nó có nghĩa là với Đức Chúa Trời, thời gian là tương đối, một ngàn năm như một ngày, và một ngày như cả ngàn năm. Nên từ khi Chúa giê -xu còn ở đây, đến giờ mới được vài ngày, trong trải nghiệm của Đức Chúa Trời. Tuy tôi không thể nghĩ đến một ngày dài tựa ngàn năm với Đức Chúa Trời, bạn đoán được không? Ngày mà con ngài ở trên thập tự giá ấy. Những lời hứa như ta đến mau chóng, ta đến nhanh chóng, bị buộc vào nghĩa là bất cứ lúc nào. Chúng không có nghĩa như vậy. Chúng dạy rằng chúng ta tin rằng Ngài sắp đến và sống với điều đó trong lòng mình, trông mong điều đó. Nhưng thật thái quá khi nói rằng điều đó có nghĩa là bất cứ lúc nào, hay là những khẳng định về sự bất ngờ. Phaolô nói với những người vô tín, và với tín đồ ngủ quên rằng Ngài sẽ đến như kẻ trộm trong đêm, nhưng không phải với những tín đồ tỉnh thức và biết canh chừng đó là một sự phân biệt rất quan trọng ngài không đến như kẻ trộm với chúng ta nếu chúng ta đang canh chừng thức canh cầu nguyện và tìm các dấu hiệu về sự đến của ngài việc đó sẽ không khiến chúng ta bất ngờ việc đó sẽ khiến những người vô tín và các tín đồ ngủ quên bất ngờ những người không tìm các dấu hiệu về sự đến của ngài đó nhưng rõ ràng là không phải kẻ trộm trong đêm với tất cả bạn không thể nào tách ngôn từ về lần đến thứ hai thành hai sự kiện kinh thánh dùng những từ và cụm từ giống nhau để chỉ sự đến của ngài và về hai sự kiện hiển nhiên dù đó là vì các thánh đồ của ngài hay với các thánh đồ của ngài tất cả những cụm từ này đều nhắc đến một sự kiện duy nhất tôi không thấy bất cứ khẳng định nào tại bất cứ đâu trong tân ước nêu rõ rằng ngài sẽ đến hai lần ngài sẽ đến một lần nữa ngài đã ở đây một lần và ngài sẽ đến một lần nữa và mọi ngôn từ đều áp dụng với một lần đó sự chờ đợi của thánh thời đầu, họ không chờ đợi rằng ngài sẽ đến vào bất cứ lúc nào. Họ hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra vào trong đời của họ. Thế hệ cơ đốc nào cũng vậy. Nhưng Chúa đã bảo họ rằng Ta sẽ sai các con cho đến cùng trái đất để giảng tin lành. Sao họ có thể chờ đợi rằng ngài sẽ đến vào bất cứ lúc nào? Khi tin lành phải giảng ra đến mọi nước thì sự cuối cùng mới đến. Nghe không hợp lý chút nào. Nên rõ ràng là họ hy vọng rằng điều đó sẽ xảy đến trong đời của họ nhưng họ biết rằng mình có nhiệm vụ lớn lao cần làm trước khi Ngài có thể trở lại. Họ còn hy vọng rằng sứ đồ răng sẽ sống cho tới khi Ngài quay trở lại. Nhưng đó là một tin đồn đã bị dập tắt ở cuối tin lành theo rằng Không có từ hội thánh trong khải huyền chương 6 đến 16, và chỉ có từ những người được chọn và các thánh đồ. Đúng là các từ này áp dụng với dân Israel trong cựu ước nhưng chúng cũng là những từ áp dụng với cơ đốc nhân xuyên suốt tần ước. Và có ít nhất sáu thư tín của Paulo không dùng từ hội thánh, mà lại dùng từ các thánh độ. Nên ở đây, họ đang tạo ra một sự phân biệt À, giả. Và thành thật mà nói, có một câu trong chương 14 của Khải Huyền có thể dọc tắt mọi lý do trên. Câu đó là điều này kêu gọi các thánh đồ, những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Chúa Giêsu tới sự chịu đựng. Nếu mọi cơ đốc nhân đều đã được cất lên hết, thì còn ai giữ đức tin nơi Chúa Giêsu? Nghe không hợp lý chút nào. Những người tử vị đạo đã ra đi, đúng từng người từng người một, nhưng các thánh đồ là những người tin Chúa, là hội thánh, và họ ở trong hoạn nạn. Nói thẳng thường ra, thì tại sao Chúa Giêsu lại mặc khải về cơn hoạn nạn lớn một cách chi tiết và kinh khủng như vậy, nếu chúng ta sẽ không ở trong đó? Chẳng có lý do gì để nói với chúng ta tất cả những điều đó nếu không phải để chúng ta sẵn sàng cho nó và thành thật mà nói sẽ thật tệ nếu chúng ta biết những người khác phải trải qua những gì còn chúng ta thì không nó có khiến chúng ta trở thành những Cơ đốc nhân tốt không ôi thật sự là các anh sắp phải trải qua điều đó còn chúng tôi thì không nó sẽ tạo ra một thái độ khá khó chịu giữa vòng Cơ đốc nhân nếu họ tin rằng mọi người khác phải trải qua chương 6 đến 16 còn chúng ta thì không và cuối cùng à không việc nhấn mạnh vào sự an ủi sự an ủi không phải là một kiểu từ xoa dịu hay êm tai từ an ủi có từ ủi trong đó và trong ngôn ngữ kinh thánh an ủi nghĩa là bạn vững vàng khiến bạn mạnh mẽ để kháng cự khiến bạn nên một đồn lũy từ an ủi nghĩa là như vậy nó không có nghĩa là không sao đâu biết đâu điều đó sẽ không bao giờ xảy ra không phải như vậy, mà nó khiến bạn trở nên mạnh mẽ. Sự an ủi của Đức Thanh Linh đến không phải để khiến chúng ta tốt đẹp và hạnh phúc, nhưng để khiến chúng ta mạnh mẽ, có thể đứng vững cho được Chúa Trời. Và nguồn an ủi thật sự, niềm hy vọng phước hạnh của chúng ta không phải là được cất lên trước đại nạn. Niềm hy vọng phước hạnh của chúng ta là Chúa Giêsu sẽ trở lại và ba năm rưỡi đầy những điều khủng khiếp sẽ dọn đường cho một nghìn năm hòa bình và dư dật. Đây rồi, cuối cùng. Đây có lẽ là luận điểm mạnh mẽ nhất cho việc chúng ta sẽ thoát khỏi cơn hoạn nạn lớn. Nhưng Đức Chúa Trời có thể bảo vệ dân Ngài trước khi Ngài đổ cơn thịnh nộ. Bạn có thấy Khải huyền 6 đến 16 quen quen không? Đọc, thấy khá giống với lại xuất Ai Cập ký. Bạn đã bao giờ để ý các điều đó chưa? Những tai vạ ở Ai Cập. Và điều gì đã xảy ra trong suốt tai vạ ở Ai Cập? Đức Chúa Trời đã bảo vệ dân Ngài tại Goshen khỏi mọi tai vạ. Ngài có thể làm điều đó. Ngài có thể bảo vệ. Thực ra, Chúa Giêsu có viết cho một trong bảy hội thánh rằng khi cơn hoạn nạn lớn đến trên tất cả những hội thánh khác, thì hội thánh đó sẽ được Chúa Giêsu cứu khỏi hoạn nạn đó. Đức Chúa Trời có thể bảo vệ chính dân Ngài khi Ngài đổ cơn thịnh nộ trên thế giới. Và đó là điều chúng ta đã thấy. Người nữ đã chạy trốn vào hoang mạc và sống sót 1.260 ngày. Và thành thật mà nói, nếu bạn muốn biết thêm, tôi lại quảng cáo chút cuốn sách nhỏ của tôi. Khi Chúa giê -xu tái lâm phân tích rất kỹ về điều này, cũng như cả sách khải huyền. Nếu bạn thật sự quan tâm đến câu hỏi này, thì hãy đọc nó. Nhưng tôi không thể tìm được một khẳng định nào rõ ràng trong tân ước rằng cơ đốc nhân sẽ được cất khỏi thế gian trước cơn đại nạn. Và tôi nghĩ rằng đối với một vấn đề lớn như vậy thì lẽ ra Chúa phải nói ít nhất một lần một cách rõ ràng và đơn giản rằng các đốc nhân không phải trải qua điều đó chứ. Tôi có tin vào sự à, cất lên vì cất lên hay tiếp trước nghĩa là gặp chúa trên không trung và tôi có tin vào điều đó một câu hỏi đặt ra không phải là anh có tin vào sự cất lên không mà là theo anh thì nó xảy ra khi nào và cuối cùng trong toàn bộ cuộc tranh luận này tôi biết mình đang chọc vào tổ kiến vì các bạn sẽ đọc thấy rất nhiều tài liệu an ủi bạn sai cách tôi muốn nói thế này thà tôi sai theo cách của tôi hơn là sai theo cách kiện tôi thà bảo bạn rằng bạn phải trải qua điều đó và chuẩn bị sẵn sàng cho bạn rồi thấy bạn không phải trải qua còn hơn là bảo bạn rằng bạn không cần phải trải qua điều đó rồi thấy bạn phải trải qua nếu thế thì sẽ rất khó chịu tôi có sưu tầm được ở đâu đó một đoạn trích của một quý bà đáng kính tên là Cori Tenbum bạn đã bao giờ nghe đến tên của bà ấy chưa người phụ nữ Hà Lan rất đáng mến cầu xin Chúa ban phước cho bà ấy bà đã bị liệt suốt những năm cuối đời vì một cơn đột quỵ khủng khiếp, nhưng bà đã nghe cháu mình chơi violon và rõ ràng là bà đã nghe một số quân băng của tôi. Lúc đầu tôi không biết điều đó, nhưng Corrie Ten Boom viết thế này: Tôi đã đến những đất nước mà các thánh đồ đang phải chịu cơn bắt bớ khủng khiếp rồi. Tại Trung Hoa, người ta bảo các cơ đốc nhân rằng, đừng lo, khi đại nạn đến, anh đã được cất ly rồi. Và rồi cơn bắt bớ khủng khiếp đến, hàng triệu cơ đốc nhân bị tra tấn cho tới chết. Sau này tôi có nghe một vị giám mục từ Trung Hoa nói rằng, thật đáng buồn, chúng tôi đã thất bại. Lẽ ra chúng tôi phải khiến cho dân sự nên mạnh mẽ trước cơn bắt bớ, thay vì bảo họ rằng Chúa Giêsu sẽ đến trước. Hãy nghe tôi này, ông nói, hãy bảo người ta cách mạnh mẽ trong khi bị bắt bớ và cách đứng vững khi đại nạn đến. Cách đứng vững. Cách đứng vững và không ngã lòng. Tôi cảm thấy mình có mạng lệnh thiêng liêng là đi và bảo những người trên thế giới này rằng chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ trong Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đang được huấn luyện cho đại nạn. Vì tôi đã trải qua tù ngục vì cớ Chúa Giêsu, và vì tôi đã gặp vị giám mục từ Trung Hoa đó, nên giờ đây, mỗi khi đọc một phân đoạn kinh thánh hay, tôi lại nghĩ, "Ồ, oh, mình có thể dùng điều này trong kỳ đại nạn." Nên tôi ghi đoạn đó lại và học thuộc lòng. Thật tuyệt vời. Và cơn hoạn nạn nhỏ của bà đã đến. Nhưng bà đã sẵn sàng. Bà đã ghi tạc lời Chúa trong lòng mình bà đã sẵn sàng. Nên thả tôi sai theo cách của tôi hơn là sai theo cách kia. Nhưng tôi đã cho bạn biết điều tôi tin là sự thật. Chúng ta sẽ chịu hoàn nạn. Và Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta đứng vững, thắng hơn và giữ tên chúng ta trong sách sự sống. Thế nên Khải Huyền mới được viết cho bảy hội thánh đang chuẩn bị đối mặt với thử thách lớn nhất về lòng trung thành. Anh sẽ nói Caesar là Chúa hay anh sẽ chỉ nói Chúa Giêsu là Chúa? Chúng ta sẽ tiếp tục từ đó trong bài nói chuyện tiếp theo.